Sống ở trần gian này, tất cả chúng ta đều mang thân phận yêu hèn, cần đến lòng thương xót của Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta cùng sốt sắng dâng lễ, cầu xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban cho bà cô Maria phần thưởng nước trời. Và giờ đây, trước khi dâng thánh lễ, chúng ta hãy nhìn nhận những thiếu sót, những yếu đuối của chúng ta. Xin Chúa thương tha để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và sống lại
là để thống trị người sống và kẻ chết, vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chết, Chúa phán: ta lấy sự sống, ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lại ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Biết nữa, để tình cha yêu con ở trong họ
và con cùng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thì thưa đồ vật phục vụ, hôm nay chúng ta được dùng thánh lễ tiễn đưa bà cô Maria và nơi an nghỉ cuối cùng. Cuộc sống này ở trần gian chỉ là tạm thời thôi. Người Việt Nam thường nói là sống gửi thác về, sống ở trần gian này chỉ là tạm bợ, chết thì mới là đi về quê hương thật của mình, nơi mà Chúa Giêsu đã đi trước và dọn chỗ cho chúng ta. Và tin mừng chúng ta cùng nghe nói đến Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ còn ở lại trần gian, và chắc chắn Ngài cũng nhớ đến mỗi một người chúng ta, bởi vì quê hương thật của chúng ta là ở trên trời. Ở trần gian này mọi sự đều qua đi, như Thánh Phaolô nói, bộ mặt thế gian này đã qua đi. Thì cái điều đó muốn nói đến là trần gian này không có gì là bền vững. Cuộc sống này là vô thường, là mỏng giòn, rất là mong manh, như là hoa cỏ. Cuộc sống sớm nở chiều tàn, hay như lời Thánh Vịnh nói. Và chắc chắn mọi sự có sinh thì có diệt, có khởi đầu thì có kết thúc. Con người ta có thể sống thọ lắm là trên dưới 100 năm, như vậy là ghê gớm lắm. Thánh Vịnh nói thì mạnh giỏi căng là 80, bà cô Maria 88, thì là cũng vào cái hạng rất là thọ, thương thọ. Rồi sống ở trần gian này một thời gian, dù có được 100 năm rồi, rồi cuối cùng thì sẽ như thế nào? Là thì mọi người đều phải chết. Đã là người thì phải chết. Ngay cả Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài đến trần gian, Ngài chấp nhận làm người. Chúng ta sắp mừng kỷ niệm ngày Giáng sinh, Ngài đến trần gian, Ngài làm người, nhưng mà với thân phận con người, Ngài cũng chết. Khi mà chúng ta còn trẻ, khi mà còn khỏe, thì ít khi nào chúng ta nghĩ đến cái chết. Khi được bình an, chúng ta ít khi nghĩ đến những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, cái đời sau mà chúng ta phải hướng về đó. Sách giáo lý ngày xưa thì gọi là tứ chung, bốn cái điều sau cùng trong cuộc sống của chúng ta, tứ chung, tứ chung, bốn điều sau hết. Đó là bốn điều nào? Đó là chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, là bốn cái điều sau hết. Và sách giáo lý đã dạy chúng ta về bốn cái điều sau cùng đó. Khi chết chắc chắn rồi, thân xác của chúng ta sẽ hư nát, chúng ta phải đi chôn, hay là ngày nay có dịch vụ thiêu hỏa táng, địa táng hay hỏa táng, thì rồi thân xác của chúng ta sẽ tiêu tan, sẽ hư nát, bị phân hủy để trở về bụi tro. Nhưng mà linh hồn của chúng ta thì như thế nào? Linh hồn là tính thiêng liêng, không hề chết. Linh hồn bất tử, linh hồn đi gặp Chúa để chịu phán xét.
Và như trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe Thánh Phaolô nói, bây giờ, lúc bây giờ khi chúng ta chết thì mỗi người sẽ phải trả lẽ với Chúa về những mình làm khi còn sống. Trả lẽ, trả lẽ trước mặt Chúa. Mình đã làm cái điều đó tốt không? Mình làm cái điều đó có được không? Có phù hợp với thánh ý Chúa không? Và phải trả lẽ, nói ra cái lý do để chính Chúa sẽ là người phán xét chúng ta. Và sau khi phán xét thì số phận mỗi người được định đoạt, hoặc là lên thiên đàng, hoặc là xuống hỏa ngục. Và cuối cùng thì chỉ còn có hai nơi đó thôi: lên thiên đàng hay là xuống hỏa ngục. Luyện ngục chỉ là một cái tình trạng tạm thời cho những ai còn vướng những cái tội nhẹ hay là đền chưa có đủ. Anh luyện xong thì chắc chắn sẽ được lên thiên đàng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cuộc sống ở đời này chấm dứt bởi cái chết, nhưng mà cái chết không phải là hết. Chết là bước đầu, bước vào một cái cuộc sống mới. Chúa Giêsu Ngài sống ở trần gian này 33 năm rồi Ngài cũng đã chết. Nhưng Chúa Giêsu khác với chúng ta, Ngài chết rồi Ngài sống lại. Còn chúng ta, thân xác của chúng ta phải an nghỉ nơi lòng đất. Chúng ta phải còn một thời gian lâu dài mới được sống lại. Thân xác và người sẽ sống lại trong ngày sau hết. Ngày sau hết đó là ngày Chúa quang lâm, ngày tận thế, ngày Chúa trở lại. Và lúc bấy giờ thân xác của chúng ta mới được sống lại để được thưởng hay là chiêu phạt một cách vĩnh viễn. Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại từ cõi chết và đi vào cuộc sống mới, cái cuộc sống bên kia cái chết. Chúa Giêsu trong Tin Mừng này có cầu xin với Chúa Cha cho các môn đệ, cũng là cầu cho chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng: Ngài thưa với Chúa Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ cha ban cho con cũng sẽ ở đó với con. Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu cũng muốn cho mỗi một người chúng ta được cùng Ngài sống trong vinh quang trên nước trời. Như vậy chết không phải là hết, nhưng mà đó là một cái bắt đầu, một cái cuộc thay đổi. Và trong Kinh Tiền Tục, trong mỗi thánh lễ mà chúng ta có thể nghe đọc, Kinh Tiền Tục nói rằng sự chết thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian này bị hủy diệt tiêu tan thì chúng ta lại được tìm được một chỗ vĩnh viễn ở trên trời. Như vậy thì cuộc sống ở trần gian này có ý nghĩa gì? Cuộc sống ở trần gian này là một cái hành trình tiến về quê trời, là một cuộc đi xa mà không hề trở lại. Chuyến đi càng xa thì chúng ta phải chuẩn bị càng kỹ lưỡng. Nhưng mà phải chuẩn bị làm sao cho hành trang được gọn nhẹ, có đủ những gì cần thiết, nhưng mà phải gọn nhẹ trong cuộc sống. Muốn gọn nhẹ thì chúng ta cũng phải biết buông bỏ những gì là tình cảm không cần thiết. Nghĩa là phải biết sống tinh thần khó nghèo, không chiến đấu với của cải vật chất như Chúa dạy. Những điều cần thiết phải mang theo đó là tin cậy mến, biết thực thi công bình bác ái đối với anh chị em sống chung quanh chúng ta. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tiễn biệt bà Maria. Chắc chắn bà đã được Chúa cho sống lâu năm và cũng có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái cuộc hành trình dương thế.
với tuổi già sức yếu. Bề ngoài như chẳng làm được gì cho ai nữa, nhưng mà thái độ chấp nhận những bệnh tật, những đau đớn, thì đó cũng là một cái tấm gương về cái sự phó thác và lòng trong sạch. Cái điều đó chắc chắn cũng đáng được Chúa nhân từ ban phần thưởng vinh quang cho bạn. Tuy nhiên là con người mỏng giòn yếu đuối, dù có sống ở trần gian này tốt lành đến đâu thì cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết. Như người ta nói, nhân vô thập toàn, không ai 100%, 10 phần 10 là hoàn toàn trong trắng hay là hoàn hảo trong cuộc sống ở trần gian. Vì thế trong thân thể này, chúng ta cùng nguyện xin Chúa tha thứ cho tất cả những gì còn thiếu sót trong cuộc sống của bạn. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã phán chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Hãy tin vào Đức Giêsu phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin sau đây. Từ khi tôi đã nhìn mô hình mà được mai táng, nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại vinh hiển, chúng ta cầu xin Chúa cho bà cô Maria đã qua đời được cùng với Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Xin sống yên Ngài, người thân yêu đã ra đi rồi. Xin sống yên Ngài, người thân yêu nay
sẽ nhận ra người là bị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Và là Thiên Cha. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế, cùng với các thiên thần và đồng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo linh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa. Là
xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh công đức về cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giáo mục Arujo chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là bà cô Maria mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp đồng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Thank you.
Chúng con không biết lấy gì đền đáp, chỉ biết xin Thiên Chúa là Cha ban nhiều ân sủng xuống trên Đức Cha và Quý Cha. Chúng con xin cảm ơn quý chức các ông biệt xóm giáo truyền tin đã đến cha mình Thánh Chúa cho bà Maria hàng tuần và an ủi thăm hỏi mẹ bà cố Maria trong thời gian lâm bệnh. Chúng con không quên cảm ơn các chị nữ tu, cộng đoàn nữ lao động truyền giáo Đức Mẹ Ô Nhiễm đã đóng góp lời ca tiếng hát cho thánh lễ thêm sốt sắng. Sau cùng, xin cảm ơn tất cả quý vị bằng cách này, cách khác, thăm viếng, chia sẻ và giúp đỡ gia đình chúng con tổ chức ngày tang lễ diễn ra sốt sắng. Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều thiếu sót, xin Đức Cha, Quý Cha cùng quý vị lượng tình tha thứ. Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho bà Maria của chúng con được về bên Chúa hưởng phúc đời đời. Toàn thể tang quyến chúng con xin đồng bái tạ.